Hello, xin chào quý anh chị và các bạn, xin chào mọi người nha. Hôm nay sẽ mời mọi người ăn bánh xèo. Có hai cây rom. Tên 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 tên. Hôm nay trời mưa lắm nha, nên em về sớm. Em quay video. Giờ anh em anh cũng đi gặp khách rồi, cho nên là ở đây không có ai, chỉ có một mình em lộng hành thôi. Đó, xung quanh này chỉ có một mình em lộng hành thôi nha. Em muốn làm cái nội dung mà sinh tồn nè. Em muốn làm nội dung về cuộc sống nông thôn nè. Tại vì những cái nội dung đó là những cái nội dung mà nó gần gũi nhất, cũng như là cái chi phí nó rất là thấp. Nhưng mà không được mọi người, tại vì á, em đang ở Sài Gòn, em cũng đang làm việc một vài cái việc nữa. Thì nếu như mà để có được cái nội dung như vậy á, thì em cũng phải mất vài tháng nữa em mới làm được. Tại vì cái nguồn lực cũng như cái thời gian của mình nữa. Em rất là tiếc, nhưng mà em cũng vẫn phải duy trì kênh. Xin mời mọi người nha. Bữa nay em về sớm, hồi nãy là em ăn hai cái bánh tráng nướng rồi. Giờ là em ăn tiếp. Hai chú chó ăn nhìn em. Xong rồi em mới chia sẻ nha. Hôm nay em mua tới 7 bánh xèo rồi. Mời mọi người nha. Vì á, có nhiều người gặp em nói em á ốm. Em cũng biết là mình rất là ốm. Sau cái chuyến đi xuyên Việt tháng 5 vừa rồi, em phải mất 2 tháng để em nghỉ dưỡng. Để nó chỉ mới hồi phục thôi, chứ cũng chưa phải là tuyệt đối, chưa có hồi phục hẳn. Tại vì á, em vừa nghỉ ngơi mà em vừa phải làm việc, cho nên là mọi người thấy ốm em cũng thấy ốm, nhưng mà còn cách nào khác được. Khi nào mà mọi người làm sáng tạo như tụi em, mọi người sẽ hiểu. Mê việc còn hơn mê ăn nữa, mê việc còn hơn mê gái. Mặc dù là kết quả nó chưa được nhiều lắm, tại vì á, làm sáng tạo số á, còn rất là nhiều cái để mà mình học. Cho nên đây là cái giá mà nó trả, bắt buộc phải trả để nhận lại được một cái thành công trong tương lai. Đó. Cho nên em hài lòng, em không có buồn đâu. Chỉ vì á, mọi người thấy xung quanh đây á, là anh em làm ô tô, mà anh em quen được rất là nhiều khách hàng, cũng như có rất là nhiều khách mà họ không biết em làm gì, cho nên đây cũng ngại. Tại em cũng ngại, ai nói nhỏ nói lớn với mình rất là ngại. Mình làm việc gì nó đâu quan trọng, quan trọng là mình thấy vui,
với cái việc mình làm là hạnh phúc rồi đó. Cho nên em hay bị ngại, hay bị khó xử ở cái chỗ đó. Chứ em đâu có buồn. Nhưng mà mọi người biết không, có cái câu người ta nói vậy nè: mất 2 năm để học nói, nhưng mà mất 10 năm để học cách im lặng. Nhiều khi á, ở ngoài đời trước đó em nói nhiều lắm, nhưng mà sau này em chậm rồi, em ít có nói lại rồi. Nhưng mà bây giờ mình làm YouTube cũng như là mình nghiêm túc với nó để có một cái sự thành công lâu dài hơn. Mà em không nói thì làm sao được. Mà mỗi khi mà em nói mà nó không có đúng sự thật thì em cũng rất là khó chịu trong người mình đó. Để có được một cái video đâu phải dễ đâu. Nhưng mà ở một cái thời khắc nào đó, ở một cái lúc nào đó, mình cũng phải dừng lại để mình được nghỉ ngơi một tí. Chứ trong đầu có lúc nào cũng suy nghĩ tới công việc, suy nghĩ tới việc, suy nghĩ tới việc, stress căng thẳng cực kỳ. Để em cho chú cúng cái bánh. Em cho chú cúng. Em ăn xong rồi em cũng đi ngủ thôi nha mọi người. Hôm nay em sẽ ngủ sớm. Chứ à, mệt quá rồi. Công nhận mệt. Mệt thiệt chứ không phải mệt giỡn đâu. Một cái lý do nữa mà làm cho em lười ăn là do mỗi lần mà em ăn á, bình thường là em chỉ ăn 5 phút là xong rồi. Nhưng mà dạo gần đây á, em ăn vào á, rất là chậm, mà hơi bị lười ăn. Bởi vì mỗi lần em ăn vào là em thấy em cảm giác nó đau lắm. Cho nên em nhịn riết cái em quen. Cho nên đó, em làm cái kênh cỡ như thế này đó thì mọi người biết bao nhiêu cái thời gian công sức mà em chưa có kể. Ai cũng hỏi là doanh thu bao nhiêu, em đâu có trả lời được đâu. Tại vì em làm vì em đam mê, em làm để em học, em làm để em đạt được cái nút bạc, cũng như là cái nút vàng, cũng như là tiếp theo là nút kim cương, ví dụ như vậy. Nếu như em có khả năng hoặc là em cố gắng, em nghiêm túc, đó là cái mục tiêu em hướng tới. Chứ còn tiền bạc bao nhiêu ăn cũng hết, huống chi là ở Sài Gòn giờ phút này mọi người không tưởng tượng được đâu. Mọi thứ nó đều ế ẩm,
việc làm thì hụt. Để cho mọi người thấy em tâm huyết như vậy đó mà còn chưa đem lại cái kết quả gì. Muốn gì em không làm thì làm sao? Cho nên em muốn làm nhiều nội dung hơn, em muốn đi nhiều hơn, em muốn thư giãn hơn, em muốn nghỉ ngơi nhiều hơn, em muốn có tiền nhiều hơn. Buộc lòng em phải xây dựng và chuẩn bị. Chứ đâu có cái gì gọi là tự nhiên đâu. Anh em ổng đi nhậu biết riết thành một cái đam mê luôn á. Tháng 30 ngày ổng sốt một ngày nào hết. Và đó là cái lý do mà tại sao em không học nghề ô tô đó. Trong gia đình em là dòng, phải nói là dòng họ ai cũng làm ô tô hết á, mà riêng em không có làm thôi. Anh cũng làm, em cũng làm, cô chú dì dượng cũng làm. Mà em không làm, không phải em không thích, mà nó chỉ có một cái lý do đơn giản, đó là em không có biết nhậu, em cũng không uống được rượu bia. Nhưng mà làm cái nghề này phải có cái sự giao lưu cũng như là có mối quan hệ, mà thường là phải có rượu bia. Và mọi người cũng biết rằng là em không làm xây dựng là cũng vì cái lý do rượu bia đó. Mà làm trong môi trường văn phòng xây dựng á, thường á là họp, thường là đi ăn đi nhậu cùng sếp hoặc là đồng nghiệp, mà em thấy toàn là lỗ không à. Tại vì mình không có uống được. Chứ ngày xưa em cũng làm quán bar mà bia dư nhiều lắm, quán nhậu cũng có mà em không uống được. Cho nên em không chọn. Cái việc gì mà liên quan tới rượu bia là em không làm. Còn rất là nhiều cái thứ khác nó lành mạnh hơn mà. Ví dụ như YouTube nè, Facebook nè, kiếm tiền nè. Có nhiều cái lĩnh vực cũng như nhiều công việc để kiếm tiền, đâu phải có một cái đâu.
Rồi hết rồi nha mọi người. Em mua 7 cái. Em ăn 4 cái. Còn 2 cái rưỡi em chia cho hai em bé. Vậy cũng xong. Come on. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại nha. Bye bye.